có lô nu gò công nha bạn. Lô này mình bán nguyên lô 7 cây. Mấy cây này là mấy cây cực lắc nhỏ nhỏ mini được nè. Như này chém ở chỗ này. Cây này chém ở chỗ này. Đây này. Cây này làm cái bay được nè. Hoặc là cầm cái đổ xuống được, cắm cái đầu xuống lấy cái cành này nối vô cành này làm cái đổ được. Sắp đế nha bạn. Lô này lô sắp đế. Đế nó đều đều vậy đó. Mình bán combo 7 cây. 7 cây này mình bán 1,2 triệu bao ship nha bạn. Bán combo 7 cây để mặt trước với mặt sau. Giống giống nha bạn, sắp đế thì nó giống giống nhau thôi. Vậy các bạn trồng ra cho nó bự lên cũng được, hoặc là làm mini cũng được. 7 cây. 2 nè. 4 nè. 6 nè. 7 nè, 7 cây. Cây đẹp này, lùng đẹp nở. Nuôi bồ công nha bạn. 7 cây, 1,2 triệu bao ship. Mình đóng cái kiện gọn gọn, đóng vô thùng xốp kiện gọn gọn nhỏ gửi cho bạn. Nuôi bồ công 7 cây, 1,2 triệu bao ship nha bạn. Tính ra có 100 mấy ngàn cây bạn, chưa tới 200 ngàn. Từ đường xíu còn khoảng 1,1 triệu, còn khoảng 1,1 triệu trên 7 cây bạn. Tính đang cây khoảng 160 thôi ta. 160, 150. Đúng rồi, 150 các bạn. Sắp đế nha bạn. Cái này là mini hoặc là bạn nuôi lớn lên được. Nuôi công